Theo đó, du khách quốc tế khi đến Bali cần tôn trọng sự tôn nghiêm của các ngôi đền và biểu tượng tôn giáo, tôn trọng phong tục truyền thống văn hóa nghệ thuật của người dân Bali. Ngoài ra, du khách quốc tế cần được hướng dẫn viên du lịch có giấy phép hành nghề tháp tùng khi tham quan các điểm du lịch, đổi ngoại tệ tại các điểm đổi tiền hợp pháp, thực hiện các giao dịch bằng đồng rupiah của Indonesia hoặc thanh toán bằng mã QR tiêu chuẩn Indonesia, tuân thủ luật giao thông của Indonesia. Chính quyền Bali nhấn mạnh, du khách quốc tế không được xâm phạm những nơi linh thiêng và làm ô uế đền thờ, tượng, biểu tượng tôn giáo và cũng bị cấm kinh doanh trái phép hoặc tham gia vào các hoạt động buôn bán bất hợp pháp. Chính quyền Bali ban hành bộ quy định ứng xử mới dành cho du khách quốc tế nhằm chấn chỉnh tình trạng gần đây nhiều người nước ngoài vào Bali du lịch đã vi phạm quy định của Indonesia, gồm việc ở lại quá hạn thị thực, không tuân thủ các nguyên tắc tôn giáo, thuần phong mỹ tục địa phương và luật giao thông đường bộ. Hàng loạt du khách quốc tế đã bị trục xuất khỏi Bali vì các hành vi này. Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia khẳng định Indonesia trải thảm đỏ để chào đón du khách quốc tế, song cũng sẽ trừng phạt nghiêm khắc những người vi phạm luật pháp nước này.